Đây, chúng ta nhìn nhé, không gian phòng thờ này. Hiện tại thì mai anh mình bắt đầu là bốc bát hương. Đây là không gian phòng thờ cho mọi người quan sát. Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay có đang đi giao một cái bộ tranh từ quý từng cúc trúc mai và cho một anh khách hàng tại Hà Nội. Và đây là một bộ tranh từ quý họa tiết là màu và được điêu khắc nổi, làm hoàn toàn thủ công, hàng xứ Bát Tràng. Nay thì mình sẽ treo lên luôn đây và sẽ quay quá trình hoàn thành sản phẩm. Anh nắm được bức tranh của anh đẹp nhỉ? Cháu ở Bát Tràng này hả? Ở Bát Tràng. Cái này thì treo ở đây cũng khoảng dây tóc hương, cho bắt đầu nhìn mà cũng rất là đẹp. Thì có những mũi nhà mình ngắm, treo ở phần dưới có hai người ta vào đó, bảo ai nhà mình mua những bức tranh đẹp này. Ở dưới này thì thiết kế bức tranh nữa là sao? Ở dưới nó là cái tranh gì không? Cháu không biết rõ. Cái con Quỳnh 2 triệu 1 đúng không? Cái con Quỳnh 5 triệu rưỡi. To đó. To 7 triệu 7. Cái khổ mình là khổ 2 mét linh 2. Thì kê chưa? Hả? Thì kê chưa? Rồi, em nhìn xuống thì cái vò kinh khủng cái đó. Cái sách bảo là vò hồng hào cái thứ đi. Đào lên 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 lên, mày thoa được không rồi, mày thoa cái rồi chọn cái màu này. Nhưng mà các bạn, thôi phải để tập đi. Thank you.
Em hoàn thành 3 bước rồi, đến bước cuối cùng. Như vậy là đã hoàn thiện xong cái công đoạn lắp bộ tranh tứ cảnh lên cho anh Trường. Ở đây là mẫu mùa xuân này, hoa đào, hoa mai, mai vàng này, mùa hạ này, trúc này, hoa sen này, mùa thu này, hoa cúc này, tất cả là nổi mùa đông là tùng hạt diên niên. Bộ tranh giờ mình sẽ quay một không gian cho mọi người tưởng tượng được. Đây là một cái phòng thờ nhé, đây là một cái phòng thờ, không gian phòng thờ để bộ tranh tứ cảnh lên thì rất là đẹp và ấm cúng. Đây chúng ta nhìn nhé, không gian phòng thờ này. Hiện tại thì mai anh mình bắt đầu là bốc bát hương. Đây là không gian phòng thờ cho mọi người quan sát. Nhìn bộ tranh tứ cảnh. Khi mà đi từ cửa vào chúng ta cũng sẽ nhìn thấy bộ tranh này. Đi từ cửa vào chúng ta cũng sẽ thấy bộ tranh nhé. Bước khi bước chân vào từ cửa vào là chúng ta sẽ nhìn thấy bộ tranh tứ cảnh. Và khi mà chúng ta làm lễ hay là cúng bái thì cũng sẽ nhìn thấy bức tranh ở góc này. Ông Trường vào nhập thu cho em Pháp. Đây là anh bé này. Đây là anh Trường, chủ của căn nhà mới xây. Rất là đẹp này. Đây là không gian này. Cảm ơn anh Trường đã tin tưởng và lựa chọn anh hôm nay sắm cả tranh gốm này, đồ thờ này, và một bộ tranh tứ cảnh này nữa. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Rồi, anh cũng cảm ơn em nhé, vì em là phi từ bên Bát Tràng sang đây. Cảm ơn Tươi, gửi lời cho chị em và cảm ơn Tươi nhé. Anh Trường có nghỉ bộ tranh không? Cũng nghỉ em ạ.